chào anh em Moto MX125 ha. Giới thiệu với anh em có Quỳnh làm full một nội thái. Con này thì bị tình trạng là tuột nồi và bị cháy nồi, hư nồi nha. Thì xe này thì của anh trai ha, của anh trai làm cho em gái nha. Rồi, thì có Quỳnh thì anh em coi phần cái nồi cũ nè. Cái nồi cũ thì hai nhôm nồi chủ xe thì bị tình trạng là mòn lõm xuống rồi, không còn đồ bám nữa. Mòn mà sâu lõm từ khúc nha. Đó. Phần cái bố sắt thì bị tình trạng là mòn cháy bố nha, cháy bố rồi, ra bã như bùn nha. Đó, mòn hết rồi nha. Rồi. Có Quỳnh cái nồi mới mình sẽ đi cho anh em là full một nồi thái luôn, đầy đủ cho anh em, gồm cặp nhôm nồi và zin thái nè. Cái xương nguyên trắng này nè, full mới vô xe luôn ha. Đó, bao đẹp cho anh em, full mới nha. À, đi full lại cho anh em là phần là bố thái nha, combo là 5 bố zin thái nè. Đó, trắng mịn nhập kia nha, full mới luôn. 1 2 3 4 5 ha, 5 bố zin thái ha, mới mịn ha. Đó. Đi sắt zin thái luôn, combo là 4 sắt zin thái. Đó, quá đẹp cho anh em. Mình không đi sắt lô có lỗi sẽ bào nồi coi nha. Sắt zin thái nha, combo là 4 lá. 1 2 3 4 ha. 4 sắt zin thái nha. Đó, quá đẹp cho anh em. À, đi kèm cho anh em là 4 lò xo nồi luôn ha. À, 6 lò xo nồi zin thái luôn. Đó, anh em mà có nhu cầu bảo dưỡng bộ nồi chiếc MX125 thì ghé bên độ xe Việt Nam, mình sẽ lên cho anh em có hình bộ nồi thái anh ý, chạy bốc nhẹ xe bền nha. Rồi, chào anh em. Rồi, chào anh em MX125 ha. Giới thiệu với anh em có hình làm bộ nồi thái nha. Con này thì bị tình trạng là tuột nồi, cháy bố và hao xăng. À, chạy yếu siêu à, thì chủ xe đem qua làm nha. Thì có bên này thì đi giữ xe là full, có hình là bộ nồi full thái luôn. Xe này thì của bạn nữ chạy nha. Đó, thì anh trai đưa qua làm cho em gái nha. Cấu hình nó gồm có là gồm là phần là cặp nhôm nồi zin thái, 5 bố 4 sắt và 6 lò xo nồi. Thì anh em lưu ý là điểm chi nha. Sắt thì có hai chiều, anh em để chiều côn nằm dưới còn chiều bén nằm trên nha. Đó. Cái cấu hình đó thì là bố sắt ha. Bố trước và sắt sau nha. 5 bố 4 sắt và 6 lò xo. Lò xo thì anh em để chiều lớn nằm dưới còn chiều nhỏ nằm trên. Rồi tiến hành là cho mặt ép nồi vô. Mặt ép nồi gồm 6 chân và 3 tán nha. Siết đều 3 con nha anh em. Đó. Anh em sẽ siết của mình là ngôi sao ba cánh nha, và siết đều từng con một. Đó, tiến hành là siết cái nồi sau mình hành là lắp xong mình sẽ test cho anh em coi luôn, full của mình nồi thái chiếc MX nha. Rồi, mình tiến hành là siết đều ba con nha. Đó, sau khi siết xong mình sẽ định tâm lò xo nồi. Đó, lò xo thì anh em nhớ để ngay thẳng và mình định tâm lại nha. Sau khi siết xong thì định tâm lại. Rồi, tiến hành là cho phần cái bộ nồi sau vô ha. Tiến hành là bắn cái nồi sau vô. Đó, bắn thái nồi sau ha. Rồi. Sau đó mình cho quả tạ nồi trước vô nha. Tạ nồi trước tới lòng đền, tới tán nồi trước. Sau đó mình sẽ vặn là cái phần cái nắp lồng nhất ly tâm nha. Nắp tâm nồi trước, sau đó thằng này cho bạch đạn còn muỗng vô nữa sẽ test cho anh em có hình bộ nồi thái nha. Anh em lưu ý là lắp cái phần cái răng nồi trước vô nha, không bị trợ giấc bên ngoài ha. Không bị nuôi dây của anh em nha. Phun nồi thái nha, của em gái nha. Xe này thì của em gái chạy bị nhà tuột nồi cháy bố rồi. Mình thay phun của nồi thái luôn. Cặp dâm nồi zin thái, bố sắt zin thái nha. Bố bản lắm mình ha. Bao đi xe. Đó, dít lên ha. Quá giọt, phun nồi thái nha. Đó, bao cho anh em là đi tour đi phượt rồi leo đèo dốc mà bền mạnh nha, không bị tình trạng là tuột nồi nha. Đó. Mình có nhận làm phun nồi, phun máy cho anh em luôn. MX125 ạ, của tôi con nha. Lên ha, dít lên nha. Con này mà anh em mà đi chơi đi tour phượt thì nhất lắm nha. Đó, nồi này là bao giọt cho anh em, không có sợ bị tuột nồi nha. Mình làm có cam kết uy tín cho anh em ạ. Rất giọt nha, full bố thái mình không đi nồi độ, mình đi có nồi zin thái chạy bền cho anh em, để cho anh em đi tour phượt không có sợ bị tình trạng là tuột nồi giữa đường nha. Đó, chạy rất là nhiều năm trời ha. Con này thì bao ok cho anh em. Anh em có nhu cầu làm có bao thái thì kéo nha. Có bóng. Rồi, cảm ơn anh em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.